Sốc, người ngoài hành tinh cao 3 mét xuất hiện ở Mỹ. Cảnh sát thành phố Miami, bang Florida, Mỹ ngày 7 tháng 1 vừa qua đã lên tiếng về một sự việc xảy ra ngày đầu năm mới được cho là có liên quan đến người ngoài hành tinh. Video được lan truyền trên mạng xã hội quay cảnh lực lượng cảnh sát Miami tập trung giữa một con đường lớn. Cách đó không xa có một hình bóng người ngoài hành tinh ước tính cao khoảng 3 mét đang di chuyển. Sự việc xảy ra sau khi khoảng 50 thanh thiếu niên gây rối bên ngoài khu chợ ở Bayside bằng cách đốt pháo hoa. Cảnh sát Miami đã huy động một lượng lớn xe tuần tra tới khu vực. Đó là lúc cảnh tượng kỳ lạ được ghi lại trong video. Rafael Hosta, sĩ quan cảnh sát thành phố Miami hôm 7 tháng 1 đã bác bỏ tin đồn. Có video nghi vấn về người ngoài hành tinh cao 3 mét, nhưng đó thực tế chỉ là một người đi bộ và cái bóng của họ. Hosta nói, tôi có thể khẳng định rằng không có người ngoài hành tinh nào xuất hiện ở thời điểm đó. Trước đó, một phát ngôn viên của Miami cũng bác bỏ tin đồn, nói đó chỉ là cái bóng. Những gì mọi người thấy trong video là bóng của ai đó đang đi bộ. Nếu nhìn vào phần chân, bạn có thể nhìn thấy có người đứng ở đó, không có sinh vật ngoài hành tinh nào cả. Tuy nhiên, những bác bỏ này vẫn gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận. Bạn nghĩ sao về những hình ảnh được lan truyền? Chia sẻ cùng Tin Nhanh 24 giờ online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi.